tốc độ của ánh sáng là gần 300.000 km trên giây, chính xác là 299.792 km trên giây. Theo lý thuyết vật lý đương thời, thì đó cũng là vận tốc cao nhất trong vũ trụ. So với bất kỳ thứ gì chúng ta gặp hàng ngày, thì ánh sáng di chuyển quá nhanh tới nỗi nó dường như xảy ra ngay tức thì. Nhưng khi đặt ánh sáng vào trong vũ trụ bao la và rộng lớn, thì mọi chuyện sẽ ra sao? Nhà khoa học James O'Donoghue của NASA đã tạo ra một vài ảnh động minh họa giúp chúng ta thấy rõ ánh sáng đi chậm như thế nào trong hệ mặt trời của chúng ta. Tốc độ ánh sáng trong chân không ký hiệu là C. Ký hiệu C bắt nguồn từ chữ constant, hằng số, trong hệ thống đơn vị đo vật lý. Và C cũng bắt nguồn từ chữ Latin celeritas, có nghĩa là nhanh nhẹn hay tốc độ. Tốc độ thay đổi khoảng cách giữa hai vật trong cùng một hệ quy chiếu mà chúng đang chuyển động có giá trị có thể vượt C. Tuy nhiên, tốc độ này không thể hiện tốc độ của từng vật đo bởi một hệ quy chiếu quán tính. Những hiệu ứng lượng tử mà thông tin hiện lên dường như truyền tức thì nhanh hơn C, như nghịch lý EPR. Trong thí nghiệm tưởng tượng này, bao gồm trạng thái lượng tử của hai hạt bị vướng víu với nhau. Cho tận đến khi các hạt được quan sát hay đo, cả hai tồn tại trong trạng thái chồng chập của hai trạng thái lượng tử. Nếu hai hạt này nằm cách xa nhau, và khi một trạng thái lượng tử của một hạt được quan sát, trạng thái lượng tử của hạt kia ngay lập tức được xác định, hay là thông tin có thể truyền từ hạt này sang hạt kia nhanh hơn tốc độ ánh sáng. Tuy nhiên, chúng ta không thể kiểm soát hay biết trước được hạt thứ nhất có trạng thái lượng tử nào trước khi đo nó, và do vậy, thông tin không thể được truyền đi theo nghĩa thông thường này. Một hiệu ứng lượng tử khác tiên đoán sự xuất hiện nhanh hơn tốc độ ánh sáng, gọi là hiệu ứng Hartmann. Dưới những điều kiện xác định, thời gian cần thiết cho một hạt ảo thực hiện chui hầm đi qua một hàng rào là hằng số, không kể chiều dày của hàng rào là bao nhiêu. Điều này dẫn tới một hạt ảo có thể băng qua một khoảng cách lớn với tốc độ nhanh hơn ánh sáng. Tuy nhiên, không một thông tin nào có thể gửi nhờ sử dụng hiệu ứng này. Có những chuyển động siêu sáng khi quan sát các thiên thể trên bầu trời, như các tia tương đối tính phát ra từ các thiên hà vô tuyến hoặc từ quasar. Tuy nhiên, những tia này không chuyển động với vận tốc vượt tốc độ ánh sáng. Đây chỉ là hiệu ứng hình chiếu của chuyển động siêu sáng do một vật hay hạt chuyển động với vận tốc gần bằng vận tốc ánh sáng và tới trái đất hợp với góc nhỏ của hướng nhìn. Do ánh sáng phát ra lúc chùm tia hay hạt ở vị trí xa hơn sẽ mất thời gian lâu hơn để đến được trái đất. Khoảng thời gian giữa hai lần quan sát kế tiếp sẽ tương ứng với một khoảng thời gian lớn hơn giữa các khoảnh khắc tia sáng phát ra. Trong mô hình về vũ trụ đang giãn nở, thiên hà càng ở xa thì có vận tốc lùi ra xa càng lớn. Sự lùi xa này không phải là do chuyển động của thiên hà trong không gian, mà thực chất là sự giãn nở của chính không gian. Ví dụ, thiên hà xa trái đất chuyển động lùi ra xa với vận tốc tỷ lệ với khoảng cách của nó. Vượt ra ngoài biên giới gọi là mặt cầu Hubble, vận tốc của thiên hà sẽ vượt tốc độ ánh sáng khi khoảng cách của chúng đến trái đất rất lớn. Nhà triết học Empedocles là người đầu tiên bàn đến vấn đề tốc độ ánh sáng là hữu hạn. Ông cho rằng ánh sáng là một thứ gì đó có chuyển động, do vậy nó cần thời gian để đi một quãng đường. Aristotle lập luận ngược lại, rằng ánh sáng là một thứ gì đó nhưng nó không di chuyển. Euclid và Ptolemy nêu ra lý thuyết về sự nhìn của mắt người. Trong đó, ánh sáng phát ra từ mắt và cho phép con người cảm nhận được hình ảnh. Dựa trên lý thuyết này, Heron ở Alexandria lập luận rằng tốc độ ánh sáng phải là vô hạn, bởi vì những vật ở xa như các ngôi sao hiện lên dường như ngay tức thì khi mắt mở ra. Các nhà triết học Hồi giáo cổ đại ban đầu ủng hộ quan điểm của Aristotle về ánh sáng không có tốc độ chuyển động. Năm 1021, Al-Hazen, Ibn al-Haytham viết một cuốn sách về quan học và ông đưa ra một loạt các lập luận về sự nhìn cũng như kết luận rằng
ánh sáng phải phát ra từ vật truyền đến mắt người. Do đó, anh Hazen cho rằng ánh sáng phải di chuyển với vận tốc hữu hạn, và tốc độ ánh sáng cũng biến đổi, giảm đi trong những vật liệu đặc hơn. Ông cũng nghĩ rằng ánh sáng là một loại chất lan truyền trên quãng đường đòi hỏi thời gian, ngay cả khi chúng ta không cảm nhận được. Cũng ở thế kỷ 21, Abu Rayhan al-Biruni đồng ý với lý thuyết tốc độ ánh sáng là hữu hạn, và ông nhận ra ánh sáng phải có vận tốc lớn hơn vận tốc âm thanh. Trong thế kỷ 13, Roger Bacon cho rằng ánh sáng trong không khí không có tốc độ vô hạn, khi ông sử dụng những lập luận triết học của Anhazen và Aristotle. Trong thập niên 1270, Wattilo xem xét khả năng ánh sáng truyền với tốc độ lớn vô hạn trong chân không, nhưng có tốc độ chậm dần trong những môi trường khác. Cho đến tận thời kỳ cận đại, người ta vẫn chưa biết liệu ánh sáng di chuyển tức thời hay với vận tốc hữu hạn. Ghi nhận đầu tiên về tranh luận này xuất hiện từ Hy Lạp cổ đại. Các nhà triết học Hy Lạp cổ đại, Hồi giáo và châu Âu Trung Cổ đã tranh cãi kinh niên về vấn đề tốc độ ánh sáng, cho đến khi Romer đưa ra tính toán và quan sát đầu tiên về tốc độ ánh sáng. Thuyết tương đối hẹp của Einstein coi tiền đề về hằng số tốc độ ánh sáng trong mọi hệ quy chiếu quán tính. Từ đó đến nay, các nhà khoa học đã có nhiều đo đạc kiểm chứng tốc độ ánh sáng. Năm 1629, Isaac Bachman nêu ra một thí nghiệm, trong đó một người quan sát tia sáng phát ra từ nòng pháo phản xạ lại từ một cái gương cách xa 1 dặm hay 1,6 km nhưng không nhận ra sự chậm trễ nào. Năm 1638, Galileo Galilei đề xuất một thí nghiệm mà có lẽ đã được yêu cầu thực hiện từ những năm trước đó, để đo tốc độ của ánh sáng bằng quan sát độ trễ khi mở và đóng khe chắn sáng từ một khoảng cách xa. Ông đã không phân biệt được ánh sáng truyền đi tức thì hay không, nhưng kết luận rằng tốc độ ánh sáng nếu hữu hạn thì nó phải cực nhanh. Thí nghiệm của Galileo thực hiện ở Accademia del Cimento tại Florence, Italia năm 1667 với đèn dầu nằm cách xa 1 dặm, và ông không nhận ra độ trễ nào. Độ trễ thực của thí nghiệm vào khoảng 11 micro giây và không thể nhận ra bằng mắt thường. Ước lượng giá trị tốc độ ánh sáng lần đầu tiên do Romer tính ra vào năm 1676. Bằng quan sát chu kỳ của vệ tinh vòng trong, Io, vệ tinh của sao Mộc, ông thấy chu kỳ của nó nhỏ hơn khi trái đất ở gần sao Mộc so với khi trái đất lùi ra xa sao Mộc. Và ông kết luận rằng ánh sáng có tốc độ hữu hạn, và tính ra ánh sáng phải mất 22 phút để vượt qua đường kính quỹ đạo của trái đất. Nhà thiên văn Christian Huygens kết hợp phương pháp này và phương pháp tính quỹ đạo trái đất để tìm ra tốc độ ánh sáng bằng 220.000 km trên giây, thấp hơn 26% so với giá trị thật. Quá trình truyền thông tin liên lạc giữa trái đất và các tàu không gian không phải là tức thời. Có một độ trễ từ nguồn phát đến bộ thu. Độ trễ này ảnh hưởng quan trọng đến liên lạc giữa trung tâm điều khiển phi vụ và Apollo 8 khi nó là con tàu đầu tiên bay quanh mặt trăng. Đối với mỗi câu hỏi, người chỉ huy ở mặt đất phải đợi ít nhất 3 giây để nhận lại được câu trả lời từ phi hành gia. Độ trễ thông tin giữa trái đất và sao hỏa có thể thay đổi từ 5 đến 20 phút, phụ thuộc vào vị trí tương đối giữa hai hành tinh. Hệ quả là nếu có một robot hoạt động trên bề mặt sao hỏa gặp phải một chướng ngại vật, người chỉ huy sẽ không biết điều này ít nhất 5 phút sau, hoặc thậm chí 20 phút sau, hoặc lâu hơn, và sẽ cần thêm ít nhất 5 tới 20 phút để truyền lại mệnh lệnh từ trái đất đến sao hỏa. Do đó, các kỹ sư đã lập trình cho robot tự hành và tự phát hiện ra chướng ngại vật trên đường đi. Cơ quan NASA phải đợi ít nhất vài giờ để nhận được thông tin từ các tàu thăm dò sao Mộc và sao Thổ. Và nếu họ cần hiệu chỉnh quỹ đạo con tàu, tín hiệu nó nhận được cũng phải mất một khoảng thời gian tương ứng. Và vấn đề này tạo ra rủi ro cho điều khiển các con tàu trong không gian sâu thẳm. Ánh sáng và sóng điện từ nhận được từ các nguồn thiên thể ở xa phải mất một khoảng thời gian lớn mới đến được trái đất. Ví dụ,
ánh sáng mất 12 tỷ năm để từ những thiên hà xa nhất đến trái đất trong bức ảnh chụp vùng sâu Hubble. Những bức ảnh này chụp bởi kính thiên văn không gian Hubble ghi lại hình ảnh từ các thiên hà từ 12 tỷ năm trước, khi vũ trụ mới hơn 1 tỷ năm tuổi. Nhờ vào sự thật các vật thể càng ở xa thì hiện lên càng trẻ, do sự hữu hạn của tốc độ ánh sáng cho phép các nhà thiên văn học nghiên cứu tiến hóa sao, thiên hà và chính vũ trụ. Khoảng cách thiên văn học thường được biểu diễn bằng năm ánh sáng, như trong các ấn bản đại chúng hay phương tiện truyền thông. Một năm ánh sáng là quãng đường ánh sáng đi được trong một năm, bằng khoảng 9.461 tỷ km, hay 0,3066 parsec. Khi làm tròn, một năm ánh sáng bằng 10.000 tỷ km. Proxima Centauri, sao lùn đỏ nằm gần trái đất nhất sau mặt trời, cách xa khoảng 4,2 năm ánh sáng. Không gian vũ trụ là một phòng thí nghiệm tự nhiên cho phép đo tốc độ ánh sáng, bởi vì nó là một không gian rộng lớn và là chân không gần như hoàn hảo. Điển hình như các nhà thiên văn đo thời gian cần thiết cho ánh sáng truyền qua một số khoảng cách tham chiếu trong hệ mặt trời, như bán kính trung bình của quỹ đạo trái đất. Về mặt lịch sử, một số phép đo về bán kính quỹ đạo đã cho kết quả khá chính xác, dựa trên những đơn vị độ dài cơ sở được định nghĩa trong lịch sử. Thường thường, kết quả được biểu diễn bằng đơn vị thiên văn AU trên ngày. Một đơn vị thiên văn là khoảng cách trung bình xấp xỉ từ trái đất đến mặt trời. Nó không là đơn vị cơ bản trong hệ SI. Bởi vì đơn vị AU xác định bởi khoảng cách thực tế, nó không là cơ sở cho kỹ thuật thời gian bay giống như trong hệ SI. Những phép đo hiện đại về tốc độ ánh sáng theo đơn vị thiên văn trên ngày có thể so với định nghĩa về giá trị của C trong hệ SI. Ole Christensen Rømer là người đầu tiên dựa trên quan sát thiên văn học nhằm ước lượng tốc độ ánh sáng. Khi đo từ trái đất, chu kỳ quỹ đạo của các vệ tinh tự nhiên quay quanh một hành tinh ở xa đo được sẽ ngắn hơn khi khoảng cách từ trái đất đến hành tinh đó gần hơn, và chu kỳ sẽ lớn hơn khi hành tinh ở xa trái đất hơn. Khoảng cách ánh sáng lan truyền từ hành tinh hoặc mặt trăng của nó đến trái đất sẽ ngắn nhất khi trái đất ở vị trí quỹ đạo gần với hành tinh nhất, và khi trái đất ở vị trí quỹ đạo xa nhất so với hành tinh, khoảng cách ánh sáng phải truyền cũng là xa nhất. Hiệu hai khoảng cách cực trị này bằng đường kính quỹ đạo trái đất quanh mặt trời. Quan sát sự thay đổi trong chu kỳ quỹ đạo của vệ tinh tự nhiên thực chất là hiệu thời gian ánh sáng phải lan truyền giữa khoảng cách ngắn và khoảng cách dài hơn. Rømer đã phát hiện ra hiệu ứng này đối với vệ tinh phía trong Io của sao Mộc, và ông kết luận ánh sáng mất 22 phút để đi qua đường kính của quỹ đạo trái đất. Một phương pháp khác được sử dụng đó là hiện tượng quang sai, do nhà thiên văn James Bradley khám phá ra và giải thích vào thế kỷ 18. Kết quả này có từ phép cộng vector vận tốc tia sáng phát ra từ nguồn ở xa, như ngôi sao, với vận tốc của thiết bị quan sát. Một thiết bị quan sát chuyển động sẽ nhìn thấy ánh sáng phát ra từ hướng khác và vị trí của nguồn bị dịch chuyển khỏi vị trí ban đầu. Do hướng của vector vận tốc trái đất thay đổi liên tục do nó tự quay, cũng như quay trên quỹ đạo quanh mặt trời, hiệu ứng này là nguyên nhân làm cho vị trí biểu kiến của các ngôi sao di chuyển tròn. Từ góc lệch lớn nhất của vị trí những ngôi sao trên bầu trời, vào khoảng 20,5 giây cung, chúng ta có thể tính được tốc độ ánh sáng theo vận tốc của trái đất trên quỹ đạo quanh mặt trời, mà độ dài một năm đã biết có thể dễ dàng tính ra thời gian cần thiết để ánh sáng truyền từ mặt trời đến trái đất. Năm 1729, Bradley sử dụng phương pháp này để tính ra ánh sáng di chuyển nhanh hơn trái đất trên quỹ đạo 10.210 lần, tính toán hiện đại bằng 10.066 lần nhanh hơn, hay tương đương. Ánh sáng mất 8 phút 12 giây để truyền từ mặt trời đến trái đất. Ngày nay, thời gian ánh sáng cho đơn vị khoảng cách, giá trị nghịch đảo của C biểu diễn bằng giây trên đơn vị thiên văn, đo bằng cách so sánh thời gian cho tín hiệu vô tuyến đến những tàu không gian khác nhau trong hệ mặt trời,
mà vị trí của chúng có thể tính từ hiệu ứng hấp dẫn do ảnh hưởng của mặt trời và các hành tinh khác nhau. Bằng cách kết hợp những quan sát này, ta sẽ thu được giá trị phù hợp nhất cho thời gian ánh sáng trên đơn vị khoảng cách. Năm 1905, Einstein giả thuyết ngay từ đầu rằng tốc độ ánh sáng trong chân không, đo bởi quan sát viên, chuyển động không gia tốc, là độc lập với chuyển động của nguồn sáng hay quan sát viên. Sử dụng tiền đề này và nguyên lý tương đối như một cơ sở, ông đã thiết lập lên thuyết tương đối hẹp. Trong đó, tốc độ ánh sáng trong chân không C được coi là một hằng số cơ bản và cũng xuất hiện trong những phương trình không có sự tham gia của ánh sáng. Lý thuyết này làm cho khái niệm về môi trường ether tĩnh tại trong lý thuyết Lorentz và phát triển bởi Poincaré không còn giá trị và làm cách mạng hóa sự hiểu biết của các nhà khoa học về không gian và thời gian. Chu vi trái đất là 40.075 km quanh xích đạo. Nếu không có bầu khí quyển, không khí tán xạ và làm chậm ánh sáng một chút, một hạt photon có thể bay quanh xích đạo 7,5 vòng trong một giây. Trong một bài báo mới công bố trên Science Express ngày 23 tháng 1, các nhà nghiên cứu ở Đại học Glasgow và Đại học Harriet Watt đã mô tả cách mà họ lần đầu tiên làm chậm lại các photon trong môi trường trống rỗng. Họ đã chứng minh rằng việc tạo ra một lớp mặt nạ để ánh sáng truyền qua có thể khiến vận tốc của nó giảm đi. Nhóm nghiên cứu so sánh một chùm sáng chứa nhiều photon trong đó với một nhóm người cùng đạp xe theo cách thay phiên nhau dẫn đầu đoàn. Mặc dù cả nhóm vẫn tiến lên phía trước cùng lúc, giống như là khi chỉ có một người, nhưng thực tế, vận tốc của mỗi người đạp xe có thể thay đổi khi họ đổi vị trí cho nhau. Sự tạo nhóm như vậy khiến cho rất khó để xác định một vận tốc duy nhất cho tất cả người đạp xe. Điều tương tự như vậy xảy ra với ánh sáng. Một tia sáng duy nhất chứa rất nhiều photon, và các nhà khoa học biết rằng các tia sáng được đặc trưng bởi các vận tốc khác nhau. Thí nghiệm của nhóm nghiên cứu được thực hiện như một cuộc đua thử nghiệm với hai photon cùng xuất phát với cùng khoảng cách tới mục đích đến đã xác định. Các nhà nghiên cứu tìm ra rằng một photon tới đích như dự đoán, nhưng photon còn lại đã qua mặt nạ thì tới muộn hơn. Điều đó có nghĩa là vận tốc của nó đã bị giảm. Trên khoảng cách 1 mét, nhóm nghiên cứu đã đo sự chậm lại tới 20 bước sóng. Việc này chứng minh rằng sau khi cho ánh sáng đi qua một mặt nạ, photon di chuyển chậm hơn trong không gian. Điều này rất khác với việc vận tốc ánh sáng giảm đi khi truyền qua nước hay thủy tinh, vì trong trường hợp đó, ánh sáng sẽ trở về vận tốc ban đầu sau khi ra khỏi các môi trường đó. Còn đằng này, sau khi đi qua mặt nạ vào trở lại không gian, nó vẫn bị giảm vận tốc. Sự giảm này gây ra hiệu ứng giới hạn vận tốc tối đa mà photon có thể đạt được. Nghiên cứu này được thực hiện bởi nhóm quang học thuộc Đại học Glasgow, đứng đầu bởi giáo sư Maurice Padgett, làm việc cùng các nhà vật lý lý thuyết do Stephen Barnett dẫn đầu, cùng sự hợp tác của Daniel Fascio ở Đại học Harriet Watt. Nếu một con tàu vũ trụ bay với tốc độ gần bằng tốc độ ánh sáng, thì đó sẽ là con tàu tử thần đối với phi hành đoàn, và chính con tàu sẽ bị hủy diệt. Một bài viết đăng trên tạp chí New Scientist khẳng định. Theo những kết quả tính toán của giáo sư William A. Edelstein, trường đại học Johns Hopkins, thủ phạm gây ra điều đáng sợ này là hydro trong khoảng không gian vũ trụ. Một tên lửa để thâm nhập được vào trung tâm của dải ngân hà, nếu bay với tốc độ bằng 99,999998% tốc độ ánh sáng, sẽ mất một khoảng thời gian chừng 10 năm. Trong mỗi mét khối không gian giữa các hành tinh có khoảng 2 nguyên tử hydro. Khi bề mặt của tên lửa va chạm vào hydro, thì lực va đập lên tới 7 tera electron volt. Năng lượng đó tương đương với năng lượng va chạm của proton trong máy gia tốc lớn LHC khi hoạt động hết công suất. Ngoài ra, lớp tường bằng nhôm dày 10cm của con tàu vũ trụ giữ lại 1% các tia phóng xạ. Cho nên trong một giây, các nhà du hành vũ trụ phải tiếp nhận cường độ phóng xạ là 10.000 sievert. Cường độ phóng xạ mạnh như vậy cũng hủy hoại kết cấu của con tàu và tất cả những thiết bị điện tử trên đó.
Giáo sư Edelstein cho rằng, chính vì nguyên nhân này cho phép ta kết luận được rằng không thể có người ngoài hành tinh ghé thăm trái đất, cho dù trình độ công nghệ của họ có cao siêu đến đâu đi chăng nữa. Trong một nghiên cứu mới đây, nhà vật lý học Eric Lenz đã trình bày cách lý thuyết để một tên lửa có thể bay nhanh hơn ánh sáng, tức là nhanh hơn 299.000 km/giây. Ở tốc độ này, các nhà du hành có thể đến được các hệ sao khác chỉ trong vài năm. Nhờ đó, con người có thể chinh phục những hành tinh xa xôi. Với công nghệ tên lửa hiện nay, một con tàu vũ trụ của chúng ta phải mất khoảng 6.300 năm để đến được cận tinh, ngôi sao ở gần mặt trời nhất. Trước đây, người ta đã từng nói đến khái niệm đi thần tốc, nhưng thường chỉ dựa vào những hệ thống lý thuyết phá vỡ các định luật vật lý. Đó là vì, theo thuyết tương đối rộng của Einstein, về mặt vật lý, không có gì có thể đi nhanh hơn tốc độ ánh sáng. Tiến sĩ Lenz, nhà khoa học của trường đại học Göttingen, Đức, nói rằng đi thần tốc trong nghiên cứu của ông là hoàn toàn có thể trong phạm vi các định luật vật lý. Mặc dù các lý thuyết khác dựa vào khái niệm ngoại lai như là năng lượng âm, nhưng lý thuyết của ông lại giải quyết vấn đề này bằng một hạt giả định mới. Tiến sĩ Lenz nói rằng ông đã tổng hợp nên lý thuyết của mình sau khi phân tích các nghiên cứu hiện nay và phát hiện ra những khiếm khuyết trong những nghiên cứu trước về vấn đề này. Ông tin rằng các solitons có thể đi nhanh hơn ánh sáng và tạo ra một plasma dẫn đường và những điện từ trường thông thường. Cả hai khái niệm này đều có thể giải thích được bằng vật lý thông thường và tuân theo thuyết tương đối của Einstein. Mặc dù phát hiện này cho thấy khả năng du hành nhanh hơn ánh sáng, nhưng hiện nay nó vẫn cơ bản nằm trong giai đoạn ý tưởng mà thôi. Một cỗ máy du hành như vậy sẽ đòi hỏi một năng lượng khổng lồ mà công nghệ hiện đại ngày nay vẫn không thể cung cấp được, gấp khoảng 30 bậc năng lượng của các lò phản ứng hạt nhân hiện đại. Tiến sĩ Lenz ước tính, rất may là một số nghiên cứu trước đây đã đưa ra các cơ chế tiết kiệm năng lượng có khả năng giảm năng lượng cần thiết xuống gần 60 bậc. Nhà vật lý thiên văn uy tín này cho biết, ông sẽ tập trung nghiên cứu để tìm ra cách hiện thực hóa công nghệ đó. Nghiên cứu của ông đã đưa việc du hành nhanh hơn ánh sáng tiến xa hơn một bước so với nghiên cứu lý thuyết trong vật lý cơ bản và đến gần hơn với nghiên cứu kỹ thuật. Bước tiếp theo là tìm ra cách biến năng lượng cần thiết để có thể du hành như thế trở nên có thể đáp ứng được bằng các công nghệ ngày nay, chẳng hạn như một nhà máy điện hạt nhân hiện đại. Bạn nghĩ sao về những thông tin trên? Để lại ý kiến trong phần bình luận cho chúng mình biết nhé. Đừng quên đăng ký Radio Vũ Trụ để xem những video mới nhất nhé.